khám phá những vùng biển bao la của hành tinh. Cá voi xanh tự hào là loài động vật lớn nhất từng tồn tại, với chiều dài lên đến 30 mét và trọng lượng đầy khoảng 200 tấn. Chúng thực sự là kỳ quan của thiên nhiên. Cá voi xanh đã lựa chọn môi trường sống trong hầu hết các vùng biển trên thế giới, từ những vùng biển lạnh giá ở Bắc và Nam tới những vùng biển ôn đới và nhiệt đới ấm áp. Mặc dù thường sống độc lập, nhưng trong những hành trình di cư hoặc săn mồi, cá voi xanh có thể tụ tập thành nhóm lớn, tạo nên một bức tranh sống động và hùng vĩ dưới đại dương. Tuy nhiên, đằng sau những vẻ đẹp và sức mạnh ấy, loài cá voi xanh đang đối mặt với nhiều thách thức. Sự săn bắt quá mức trong thế kỷ 20 đã đẩy chúng đến bờ vực tuyệt chủng. Ngoài ra, va chạm với tàu, biến đổi khí hậu và ô nhiễm âm thanh dưới nước cũng là những mối đe dọa thực sự